Thông tin về cơn bão số 3. Sau khi đổ vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 3 đã suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới và tiếp tục suy yếu thành vùng áp thấp. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp xuống dưới cấp 6. Do ảnh hưởng của bão số 3, khu vực Bắc Bộ đang có mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ngày 26 tháng 8. Hôm nay, khu vực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu trời khá nhiều mây, ban ngày có nắng gián đoạn. Chiều và tối mưa diễn ra nhiều nơi, mưa tăng cả về diện và lượng, có nơi mưa vừa. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ tăng, cao nhất từ 31 đến 33 độ, vài nơi mức nhiệt cao hơn 33 độ, thấp nhất trong ngày từ 25 đến 27 độ. Thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, có nắng gián đoạn, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 79 đến 84%. Huyện Côn Đảo mây thay đổi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ, cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm tương đối 76 đến 81%. Vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Côn Đảo mây thay đổi, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5, giật cấp 6, biển động nhẹ. Mực nước tại Vũng Tàu ngày 26 tháng 8 năm 2022, mực nước cao nhất 323 cm, xuất hiện lúc 2 giờ 45 phút, thấp nhất 26 cm, xuất hiện lúc 20 giờ 15 phút.